Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ở đây Duy có hai cái chiếc xe các bạn thì cùng một cái phân khúc với nhau. Một chiếc xe thì đại diện cho sự truyền thống mấy chục năm nay của Mercedes-Benz hoặc là của nền công nghiệp ô tô nói chung, và một cái chiếc xe coi như là tương lai ha. Thì đó là cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB 200 AMG và chiếc xe Mercedes EQB 250. Các anh chị các bạn chọn cái chiếc xe đến từ tương lai hay là cái chiếc xe có sự truyền thống và ổn định bấy lâu nay? Ngày hôm nay thì Di cố tình để hai cái chiếc xe này cạnh với nhau. Các bạn sẽ thấy là có cùng một cái màu sơn, có cùng một cái thiết kế, có cùng một cái giá bán gần như nhau luôn các bạn nha. Nhưng hai chiếc xe của chúng ta là hai cái nền tảng khác nhau. Đó, phải chăng là Mercedes-Benz đưa ra cái chiến thuật kinh doanh này nó có sai lầm không các bạn? Bởi vì là đây là một cái chiếc xe quá nhiều những công nghệ, một cái chiếc xe điện tương lai nhưng mà giá bán của chúng ta lại tương đương với cái chiếc xe GLB 200 này. Đó, theo các bạn thì các bạn thích cái chiếc xe nào hơn thì có thể là comment cho Di biết nha. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái EQE 250 này thật là kỹ luôn ha. Thì về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy đây là một cái thiết kế chung của những cái chiếc xe điện rồi các bạn, là cái đèn xe của chúng ta lúc nào cũng được nối liền từ bên trái sang bên phải và có một cái đèn LED nối dài ở giữa các bạn thấy không. Và lưới tản nhiệt của chúng ta là lưới tản nhiệt dạng bích luôn các bạn, sẽ không có cái lỗ để chúng ta thoát khí hoặc là để giải nhiệt cho cái phần động cơ, bởi vì là xe của chúng ta bây giờ là không có két nước các bạn nha. Đó là lý do tại sao những cái chiếc xe điện của Mercedes-Benz thường có một cái chỉ số cản gió sẽ thấp hơn rất là nhiều so với lại những cái chiếc xe xăng. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy đây là một cái thiết kế gần như là chung của những cái dòng xe Mercedes-Benz rồi ha. Chúng ta sẽ có một cái logo to bản ở đây, và chiếc xe EQE 250 này của chúng ta các bạn là sử dụng cái camera lùi thôi nha. Đây không phải là cái camera 360 độ các bạn nha. Đây chỉ là một cái vị trí mà có thể là sử dụng chung cho các option ở những cái thị trường nước ngoài. Về phần đèn xe thì vẫn giống như là GLB 200 AMG, đèn chúng ta là đèn LED High Performance. Thực sự đây là cái đèn mà cũng rất rất là sáng rồi các bạn. Nếu mà chúng ta di chuyển hàng ngày trong thành phố thì chúng ta sẽ không cần cái đèn mà có quá nhiều những tính năng đâu. Bởi vì là cái đèn thông minh của chúng ta thì nó sẽ hoạt động trong những cái điều kiện khắc nghiệt hơn, chẳng hạn như là trời mưa hoặc là những cái đoạn đường mà thiếu ánh sáng hoặc là đi trên cao tốc á, thì việc chúng ta sử dụng đèn thông minh thì nó sẽ phát huy cái tính năng. Nhưng mà Duy nghĩ là nếu mà đi trong thành phố thì đèn LED High Performance này cũng đã rất là sáng rồi. Ok, bây giờ đi sang bên hông một chút xíu các bạn nha. Khi nhìn từ bên hông như thế này thì các bạn rất là khó phân biệt đâu là cả chiếc xe EQB 250 hoặc là GLB 200 các bạn, bởi vì là xe của chúng ta nhìn từ bên hông thì nó rất là giống nhau luôn. Đó, và chỉ khác nhau ở cái phần mâm xe thôi. Nếu mà mâm xe của chúng ta thay đổi nữa thì Duy nghĩ là rất rất là khó để nhận biết ha. Về phần mâm xe thì GLB 200 AMG hoặc là EQE 250 này có sử dụng một cái kích thước là giống nhau, đó là lớp xe là 235/50R19. Đó là kích thước của lớp trước và lớp sau đều là giống nhau luôn các bạn nha. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là trên tay nắm cửa của xe EQE 250 của chúng ta thì sẽ có một cái chi tiết up chrome ở đây, đó đồng nghĩa với việc là cái chiếc xe của chúng ta sử dụng cái tính năng là keyless go, chúng ta sẽ lock xe và khởi động xe không cần chìa khóa. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái nắp để chúng ta sạc điện. Và đặc biệt các bạn thì Duy thấy là cái nắp sạc điện này nó sẽ khác với lại EQS hoặc là EQE, là cái nắp sạc điện của chúng ta có một cái chi tiết nắp đậy ở bên trong nữa các bạn ha. Cái chi tiết này thì Duy thấy rất là thích. Ok, bây giờ ra phía sau một chút xíu nè. Về phần đuôi xe thì các bạn sẽ thấy là EQB 250 của chúng ta có một cái thiết kế của những chiếc xe điện ha, là đèn xe bên trái được kéo dài qua bên phải luôn các bạn ha. Và cốp xe của chúng ta được thiết kế phẳng nè. Đây là những cái thiết kế gần như là chung của những cái chiếc xe điện của Mercedes-Benz rồi. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái logo Mercedes-Benz ha. Chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ mở cái cốp lên. À, một cái thiết kế rất là hay, và bên trong còn giấu cả cái camera lùi luôn các bạn nha. Đó, bởi vì là EQB 250 của chúng ta được trang bị cái tính năng là keyless go cho nên là xe của chúng ta vẫn có tính năng đá cốp và rất là nhạy luôn các bạn nha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở phần cản dưới của cái xe EQB 250 này của chúng ta cũng thiết kế khác hơn so với lại GLB 200. Đó, các bạn sẽ thấy là có những cái chi tiết gồ ghề ra nè. Nhìn nó sẽ thể thao và cá tính hơn, và đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta là cả chiếc xe điện cho nên là sẽ không có ống xả các bạn nha. Nó sẽ khác với lại xe xăng ở chi tiết này.
Về phần nội thất thì các bạn sẽ thấy là EQE 250 của chúng ta thì có cùng một cái thiết kế so với lại GLB 200, gần như là không có khác gì nhiều các bạn, chỉ khác những cái chi tiết rất rất là nhỏ thôi. Đó, điển hình là các bạn sẽ thấy ở đây nó có đèn luôn các bạn nha, những cái ốp bằng một cái chất liệu thì các bạn nhìn thấy giống rất là giống như carbon đó, nhưng mà ở bên trong này có những cái lỗ đèn nè. Đó, như nghĩ là vào buổi tối thì nội thất của chúng ta nó còn đẹp hơn rất là nhiều ha. Những cái đèn viền nội thất của chúng ta có tới 64 màu ha, giúp cho việc chúng ta lái xe vào ban đêm, cái người mà ngồi bên trong các bạn cảm thấy là thoải mái hơn rất là nhiều. Đèn LED thì các bạn thấy là những cái chiếc xe mà hiện đại, những cái chiếc xe đời mới bây giờ bạn hầu như là xe nào cũng có đèn LED, hoặc là trên máy bay của chúng ta cũng có đèn LED luôn. Đó, thì đèn LED này có tác dụng là trang trí và tạo cái sự thư giãn thôi, ngoài ra thì không còn cái gì nữa hết các bạn nha. Và khi mà chúng ta đi vào ban đêm á, thì cái phần nội thất của chúng ta nó không bị tối quá. Nếu các bạn mà có trải nghiệm những cái mẫu xe mà cách đây rất là lâu các bạn, thì khi mà chúng ta đi vào ban đêm ha, hoặc là khi mà chúng ta mở cửa ra thì chúng ta cảm giác là cái chiếc xe nó rất là tối luôn bên trong luôn ha, rất rất là khó chịu. Vô lăng của chúng ta là vô lăng thể thao đáy bằng các bạn nha. Thì đối với những cái chiếc xe mà thể thao và những cái chiếc xe mà được đầu tư về cái phần nội thất nhiều hơn, thì thông thường Mercedes-Benz sẽ trang bị những cái chi tiết rất là nhỏ thôi các bạn, nhưng mà các bạn thấy rất là giá trị. Chẳng hạn như là cái phần vô lăng nè, đối với vô lăng đi khách này thì các bạn lái xe thì các bạn cảm thấy là thú vị hơn so với lại cái vô lăng tròn ha. Vô lăng tròn thì chúng ta lái thì có thể hơi là nhàm chán, bởi vì là chúng ta đánh lái ở một cái góc nào thì chúng ta sẽ cảm giác là giống nhau hết. Nhưng mà đối với những cái vô lăng đáy bằng này nè, đó, nếu các bạn lái rồi các bạn sẽ cảm thấy nó rất rất là thích ha. Đó, nội thất của chúng ta thì được viền chỉ màu đỏ luôn nè các bạn thấy không, ghế cũng được viền chỉ đỏ nè, táp lô cũng được viền chỉ đỏ nè. Ngoài ra thì ghế của chúng ta được trang bị là hai cái phần da khác nhau, đó là một là cái phần da Artico nè các bạn. Ngoài ra là các bạn sẽ thấy ở giữa cái ghế là có một cái chi tiết giống như là da lộn ha, da này gọi là da Dynamica. Nhìn nó rất rất là thể thao và cá tính luôn. Và đặc biệt là những cái dòng xe mà thể thao của Mercedes-Benz bạn, những cái dòng xe thể thao thật thụ á, thì Mercedes-Benz mới trang bị những cái ghế như thế này ha. Đó, về phần màn hình thì các bạn sẽ thấy nè, y chang như là GLB 200 thôi, cũng không có khác gì hết. Đó, và cho một cái trải nghiệm rất là thân thiện luôn các bạn. Thì Duy nghĩ là các anh chị nào mà đã sử dụng qua những cái dòng xe Mercedes-Benz thế hệ mới bây giờ các bạn, thì hầu như là Duy cũng không phải mất quá nhiều thời gian để hướng dẫn cho các anh chị sử dụng cái này. Bởi vì là nó giống như là một cái máy tính bảng, hoặc là giống như một cái điện thoại iPhone của chúng ta sử dụng hàng ngày rồi ha. Và người ta có ngôn ngữ bằng tiếng Việt nữa, giao diện nó rất là thân thiện. Duy cảm giác là một điều là đối với cái hệ điều hành của Mercedes-Benz những cho những cái chiếc xe đời mới bây giờ các bạn, nó rất là dễ sử dụng luôn ha, dễ sử dụng hơn rất là nhiều so với lại những cái mẫu xe mà những cái đối thủ hiện tại bây giờ có trên thị trường đó. Vì thấy nó rất rất là logic và rất là hợp lý luôn. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là tay lái của cái chiếc xe EQB 250 này thì cũng giống như là tất cả những cái dòng xe khác của Mercedes-Benz thôi. Đây là cái tay lái đa chức năng. Trên vô lăng của chúng ta có rất là nhiều những cái nút bấm luôn các bạn. Thì khu vực này chúng ta sẽ điều khiển cho cái màn hình bên này, và khu vực bên này chúng ta sẽ điều khiển cho cái màn hình táp lô của chúng ta. Và xe của chúng ta hầu như là có đầy đủ những cái tính năng như là giới hạn tốc độ nè, ga tự động nè các bạn ha. Với cái kích thước là chưa đến 4m7, nhưng mà EQB 250 này của chúng ta được trang bị là 7 chỗ ngồi, cho nên là Duy thấy là cái phần mà thiết kế ở trong cái không gian này thì Mercedes-Benz rất là hay luôn. Đó, rất là tối ưu cho cái không gian này. Đó, kích thước chúng ta thì sẽ không có quá là to, quá là rộng đâu, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi vào Duy thấy là nội thất của chúng ta rất là rộng rãi và rất là thoải mái luôn ha. Ở khu vực này thì các bạn sẽ thấy là có một cái chỗ sạc điện thoại không dây nè ha, có thêm một cái USB để chúng ta có thể là kết nối âm thanh hoặc là kết nối điện thoại trong những trường hợp mà chúng ta cần phải kết nối để sử dụng những cái tính năng như là nghe nhạc hoặc là sử dụng cái bản đồ ha. Bởi vì xe của chúng ta có trang bị cái Android Auto hoặc là Apple CarPlay rồi. Khu vực này thì chúng ta có hai cái cốc để nước nè. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này chúng ta sẽ có một cái touchpad để chúng ta điều khiển cái màn hình này, thay vì là chúng ta phải chồm lên và chúng ta điều khiển bằng tay trên này ha. Đó, như thấy là cái việc mà khi mà chúng ta đang lái xe các bạn, thì chúng ta sử dụng cái touchpad này nó cũng sẽ tiện lợi hơn cũng như là nhanh hơn so với là chúng ta sẽ vào từng cái icon này rồi chúng ta sẽ chọn ha. Khu vực này là chúng ta điều khiển máy lạnh này các bạn. Đó, những cái phím điều khiển máy lạnh thì đây. Rất là dễ sử dụng luôn. Một cái điều nữa các bạn, trên cái chiếc xe
EQB250 này, do chiếc xe của chúng ta là chiếc xe điện 100%, cho nên là khi mà chúng ta ngồi trên xe này, chúng ta không cần nổ máy mà chúng ta vẫn có thể bật máy lạnh các bạn nha. Nhưng đối với trên những cái chiếc xe xăng truyền thống thì cái việc đó không thể nào diễn ra được đó, chúng ta phải nổ máy lên rồi chúng ta mới bật máy lạnh được. Đây là một cái điểm mà rất là hay trên những cái dòng xe điện mà xe xăng không bao giờ có được. Giống như là Di vừa nói ha, cái xe GLB của chúng ta hoặc là chiếc xe EQE250 này là một cái chiếc xe rất là tối ưu về không gian. Cho nên là khi mà ngồi ở khoang sau này, các bạn Di thích nhất một điều là chúng ta có thể là chia sẻ cái không gian cho cả người ngồi phía sau. Trong trường hợp mà có người ngồi phía sau thì chúng ta có thể đẩy ghế lên chúng ta ha, đẩy ghế lên hết về phía trước luôn để cho cái không gian ở phía sau thêm thoải mái hơn. Đó, và Di cảm giác là chiếc xe của chúng ta có thể là đẩy về phía trước khoảng tầm 15cm ha. Nè, một cái kích thước mà Di thấy là nó rất là lớn luôn trên cái không gian của chiếc xe này. Đó, còn trong trường hợp mà chúng ta không có ai ngồi phía sau hết, chúng ta có thể gập ghế lại chúng ta chở đồ các bạn ha. Và chúng ta lùi hết ghế ra phía sau. Đó, thì hiện tại bây giờ các bạn thấy nè, nó rất là rộng ở cái khu vực này luôn, rất là thoải mái. Ngoài ra thì ở khoang sau chúng ta vẫn có hai cái USB để dành cho chúng ta sạc điện thoại cho người ngồi phía sau ha. Đây là một cái điểm mà như thấy nó cũng rất là tiện lợi. Ngoài ra thì tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là phía sau này thì GLB vẫn được trang bị hai cái cửa gió máy lạnh ha. Sẽ không có điều chỉnh máy lạnh riêng biệt cho từng vùng, chúng ta có thể là điều chỉnh ở phía trước thôi. Nhưng mà như thấy là với tính năng này như vậy là đã rất là đủ rồi. Khi mà chúng ta ngồi ở cái vị trí hàng ghế sau này các bạn, thì về phần đầu xe của đầu của Duy, các bạn sẽ cần cách trần rất là xa luôn các bạn ha, rất là thoáng khi chúng ta ngồi ở cái vị trí này. Đó là một cái chiếc xe Duy thấy là rất là tối ưu về không gian luôn. Và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ của cái chiếc xe EQB 250 này. Đó, thì đối với cái chiếc xe EQB 250 này thì chúng ta sử dụng một cái động cơ điện đặt ở phía trước có công suất lên đến là 190 mã lực, và xe của chúng ta chắc chắn không có hộp số các bạn nha. Và moment xoắn của chiếc xe EQB 250 này nó lên đến là 380 Nm bạn, một cái moment xoắn rất là lớn và tương đương với cả cái xe GLB 35 AMG luôn. Và với cái hệ thống pin chứa khoảng là 66 kWh cho một cái lần sạc thì chúng ta di chuyển khoảng tầm là 450 cây số. Nếu mà động cơ xăng các bạn thì các bạn di chuyển 450 cây số này thì các bạn phải trả đâu đó hơn 1 triệu đồng tiền xăng ha. Nhưng chúng ta chỉ mất khoảng đâu đó 200.000 tiền điện thôi là chúng ta có thể là đi được 450 cây số rồi. Đó, một cái con số gọi là rất là tiết kiệm và cực kỳ ấn tượng luôn các bạn nha. Đó, thì Duy nghĩ là các anh chị khách hàng chọn cái chiếc xe GLB 200 hoặc là chiếc xe EQB 250 này thì thông thường là một cái phương tiện chúng ta di chuyển hàng ngày trong thành phố các bạn, hoặc là chúng ta đi làm, chúng ta đi đưa đón học sinh, hoặc coi là một cái chiếc xe mà đa dụng mà chúng ta đi hàng ngày á các bạn. Đó, thì cái việc mà chúng ta di chuyển ở một cái bán kính đâu đó khoảng tầm 100 km đổ về thôi thì Duy nghĩ là các anh chị các bạn lựa chọn cái chiếc xe thuần điện ha, EQB 250 này thì Duy thấy nó sẽ tiết kiệm và tiện lợi hơn rất là nhiều so với lại cái chiếc xe xăng GLB 200 bên kia ha. Thực sự khi mà đưa ra những cái thông số như thế này á các bạn, thì có phải chăng là cái chiếc xe GLB 200 của chúng ta sẽ khó bán hơn rất là nhiều không các bạn ha? Đó, thì ra là vẫn có những anh chị khách hàng có thể là vẫn thích những cái sự truyền thống ha. Nhưng mà đối với Duy các bạn, những cái kinh nghiệm của Duy cũng như là cái việc mà sử dụng xe hàng ngày, Duy cũng là người sử dụng xe hàng ngày, cho nên nếu mà là Duy sẽ chọn cái chiếc xe EQB 250 này. Và Duy cũng đã được trải nghiệm cái chiếc xe này thực tế ở trên đường rồi các bạn. Chiếc xe EQB 250 này cho một cái trải nghiệm lái rất là êm ái luôn, rất là khác so với là cái chiếc xe sử dụng động cơ xăng truyền thống GLB 200 ha. Và với mức giá là 2.289.000.000 đồng, một chiếc xe rất đáng được sở hữu các bạn, một chiếc xe rất là tương lai. Và để biết thêm chi tiết về cái mẫu xe EQB 250 này hoặc là tất cả những mẫu xe khác của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.